Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Huyền Tuần Giáo. Trong chương trình hôm nay có những nội dung sau đây. Trung tâm Y tế Huyền Tuần Giáo đổi mới nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Giữ gìn nét đẹp truyền thống của nhạc cụ dân tộc Thái. Thưa quý vị và các bạn, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn, giảm bớt khó khăn cho người bệnh không phải chuyển lên tuyến trên, Trung tâm Y tế Huyền Tuần Giáo đã đổi mới, cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng yêu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên đài chúng tôi. Những năm qua, Trung tâm Y tế Huyện Tuần Giáo đã chú trọng nâng cao y đức, trình độ chuyên môn của đội ngũ, thầy thuốc để từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Đội ngũ y bác sĩ công tác tại trung tâm đều được đào tạo bài bản, trong đó có 54 bác sĩ, 55 điều dưỡng, 78 y sĩ, 20 dược sĩ. Để không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và sự hài lòng của bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân, ngoài việc nâng cao trình độ, chất lượng chuyên môn kỹ thuật của đơn vị mình, Trung tâm Y tế đã đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính, giảm phiền hà, rút ngắn thời gian chờ đợi cho người bệnh đến khám và điều trị. Thì phát huy cái truyền thống mà của bệnh viện trong những năm qua, cái công tác đào tạo đã được đơn vị hết sức quan tâm. Cho đến giờ phút này, đơn vị có gần 100 cán bộ viên chức và được đơn vị cử đi đào tạo. Với các loại hình khác nhau, đơn vị cũng đã có một đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật đảm nhận được cái nhiệm vụ chính trị được giao. Trong quý 2 của năm 2019 này, đơn vị đã đủ điều kiện về cơ sở vật chất, về năng lực, về điều kiện kỹ thuật. Đơn vị đã phẫu thuật thành công ca chấn thương sọ não kín và một ca có thể đánh giá là gì là thập tử nhất sinh. Khi bệnh nhân vào viện thì trong tình trạng hôn mê sâu, bệnh nhân đã phải thở máy và sau là hơn 3 giờ đồng hồ là nhìn là phẫu thuật và đồng thời tiếp theo nữa là gần 10 ngày điều trị hậu phẫu thì bệnh nhân như là đã được ra viện trở về với gia đình. Một trong những nội dung đổi mới của Trung tâm Y tế huyện chính là nâng cao chất lượng cấp cứu, khám, điều trị, chăm sóc người bệnh, thay đổi nhận thức, hành vi và tác phong làm việc của đội ngũ thầy thuốc, cán bộ viên chức, lấy các tiêu chuẩn đạo đức cán bộ y tế, các quy định về kỹ năng giao tiếp ứng xử văn hóa với người bệnh làm yêu cầu bắt buộc đối với mỗi cán bộ nhân viên. Tại trung tâm y tế, các khoa phòng được bố trí hợp lý, áp dụng công nghệ thông tin trong khám và điều trị bệnh nội trú và ngoại trú, giảm tối đa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chờ cho bệnh nhân. Công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, y bác sĩ luôn được trung tâm xác định là nhiệm vụ then chốt. Trung tâm đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực giai đoạn 2017-2022 và đào tạo ngắn hạn. Trong đó quan tâm đến đào tạo chuyên sâu, đào tạo lại và tự đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, y bác sĩ đi đào tạo, nâng cao trình độ ở nhiều lĩnh vực, chuyên ngành khác nhau, tại các trường đại học y khoa và bệnh viện trung ương, khích lệ nghiên cứu khoa học, áp dụng các kỹ thuật mới, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong khám chữa bệnh. Gần đây nhất vào ngày 16 tháng 7 năm 2019, đội ngũ bác sĩ sau khi được cử đi đào tạo chuyên sâu tại Đại học Y Thái Nguyên về đã triển khai thành công kỹ thuật mổ tụ máu ngoài màng cứng. Đây là một kỹ thuật khó, lần đầu tiên được thực hiện tại trung tâm và thành công, với điều kiện trang thiết bị y tế của trung tâm còn hạn chế. Hiện tại bệnh nhân bây giờ tỉnh táo, nói được, mọi cái đáp ứng rất là chuẩn. Glasgow là bây giờ là bệnh nhân được 15 điểm. Bệnh nhân có thể đi lại được nhưng mà nói chung là vẫn còn mệt mỏi. Và đấy là cái thành công, cũng là cái bước đầu của một bệnh viện như thế là cũng thấy cũng rất là phấn khởi và cũng được sự quan tâm của các cấp các ngành. Thế cũng là sau là bệnh viện cũng sẽ phát huy thêm về những cái gì mình đã đạt được. Song song đó, công tác chăm sóc toàn diện người bệnh được triển khai đồng bộ, có nề nếp,
công tác khám chữa bệnh được duy trì thường xuyên. Nhờ đó, lượng bệnh nhân đến khám và điều trị năm sau đều cao hơn năm trước. Chỉ tính riêng trong quý 2 năm 2019, số lượt người đến khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện là trên 26.700 lượt người, điều trị nội trú là hơn 7.790 lượt người. Với tinh thần chăm sóc người bệnh tận tình, chu đáo của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế trong thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện đã từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, tạo được niềm tin đối với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Tôi rất cảm ơn tất cả các y bác sĩ. Sau khi vào đây thì người bệnh nhân chúng tôi bị vỡ đầu, thế là có các y bác sĩ hết tâm hết lực giúp đỡ. Sau khi phẫu thuật xong thì bây giờ gia đình bệnh nhân chúng tôi cũng sức khỏe phục hồi và đi lại cũng đi từ từ thì cũng đi được. Gia đình chúng tôi rất cảm ơn tất cả các y bác sĩ huyện Thuận Giáo. Thời gian tới, Trung tâm Y tế huyện tiếp tục phát huy có hiệu quả các nguồn lực sẵn có của ngành, chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân ở cả hai tuyến, huyện và tuyến xã. Trong đó tập trung vào việc củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở, nhằm giảm quá tải bệnh nhân ở tuyến trên. Thực hiện đảm bảo cho mọi người dân được chăm sóc sức khỏe cơ bản với chi phí thấp, góp phần thực hiện công bằng xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo công bằng và hiệu quả trong công tác chăm sóc sức khỏe cho mọi người dân khi đau ốm đều được chăm sóc, chẩn đoán, chữa trị chu đáo. Trước mắt, tập trung thực hiện các chính sách lớn nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động toàn diện của y tế cơ sở, trên cơ sở bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên và bổ sung đủ nhân lực cho y tế cơ sở. Có thể nói chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân là một công việc đặc biệt liên quan đến sinh mệnh con người. Bởi vậy, cán bộ y bác sĩ, nhân viên Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo đang cố gắng không ngừng rèn luyện, học hỏi, nâng cao tay nghề, phát huy nhiều hơn nữa về đạo đức, y đức, phẩm chất của người thầy thuốc theo đúng quan điểm mà sinh thời Bác Hồ kính yêu từng nói, lương y như từ mẫu. Thưa quý vị và các bạn, với lòng đam mê, muốn lưu giữ nét đẹp văn hóa của dân tộc mình, những người cao tuổi ở bản Triềng Trung, thị trấn Tuần Giáo đang kiên trì theo đuổi, cố gắng truyền dạy lại cho lớp trẻ, tích cực thực hiện công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Từ xa xưa đến nay, những nhạc cụ độc đáo của người Thái được làm ra từ trong lao động, để những âm thanh đó phác họa nên cuộc sống mộc mạc, chân phương của chính người dân. Đến nhà văn hóa bản Triềng Trung, thị trấn Tuần Giáo, chúng tôi gặp gỡ được 10 thành viên là các cụ ông cụ bà thuộc chi hội người cao tuổi đang hăng say luyện tập văn nghệ với những tiết mục ca múa hát, nhạc cụ dân tộc được các cụ duy trì. Để có những tiết mục múa hát, các cụ đã tự đóng góp kinh phí để mua trang phục biểu diễn, sắm các đạo cụ. Hàng ngày các thành viên tập trung tại nhà văn hóa bản cùng nhau ôn luyện múa, tập hát, đánh tính tẩu, biên đạo. Bằng sự say mê, nhiệt tình, đam mê, đã quên đi sự mệt mỏi của tuổi già. Tâm sự với chúng tôi, bà Hà Thị Sáng, Phó Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Thị trấn Tuần Giáo, đội trưởng đội văn nghệ, cao tuổi bản Triềng Trung chia sẻ. Chúng tôi chỉ có một nguyện vọng là làm thế nào để bảo tồn và phát triển được những tiết mục múa dân gian, nhạc cụ truyền thống dân tộc mình để giới thiệu và truyền dạy cho con cháu sau này. Từ trước tới nay đây là đội văn nghệ bản Triềng Trung chúng tôi luôn là giữ gìn nét đẹp của dân tộc, là các bài hát bài múa toàn là dùng những nhạc cụ của dân tộc, là tính tẩu này, cái này xì xa lo này, tức là nhị, để mà lưu giữ cái nét đẹp của dân tộc Thái và đi giao lưu nơi khác. Chúng tôi toàn dùng những bài hát, bài múa của dân tộc Thái. Đối với dân tộc Thái, tính tẩu không chỉ là một nhạc cụ gắn với cuộc sống sinh hoạt, mà còn là một biểu tượng văn hóa, là nhạc cụ chính dùng để độc tấu, đệm hát và tạo giai điệu múa. Đi cùng những giai điệu dân ca ấy, thường có nhạc cụ đệm theo làm nền như pí, đàn môi, tính tẩu. Những nhạc cụ được làm ra từ cây nứa, quả bầu,
thân thuộc đối với người dân. Ông bà Cầm Xế sinh năm 1948, nguyên cựu giáo chức huyện Tuần Giáo. Từ những năm 90 trở về đây, ông được dân bản coi như người giữ hồn nhạc cụ dân tộc Thái. Ông Xế không chỉ làm tính tẩu mà còn biết làm rất nhiều nhạc cụ dân tộc cũng như biểu diễn bằng các nhạc cụ đó. Ông cho biết, đối với tính tẩu, chế tác quả bầu để làm bầu đàn lại là việc tỉ mỉ, chỉ có kinh nghiệm và sự cảm nhận mới quyết định thành công. Khi chọn quả bầu, cần đủ độ già, sau đó khoét lõi. Việc khoét bằng dụng cụ chưa thể mỏng được, phải cho than vào trong bầu đốt. Thời gian đốt, độ nóng như thế nào chỉ bằng cảm nhận riêng mình thôi. Đốt xong cho vỏ bầu vào luộc với lá, vỏ cây có chất đắng như xoan để tránh mối mọt và co giãn sau này. Tiếp đó cho bầu lên gác bếp khoảng một tháng cho khô từ từ, rồi lại phơi xương vài đêm. Cuối cùng mới lắp cần đàn vào. Thường thì độ dài của cần đàn phụ thuộc vào chính người chơi đàn. Theo độ dài ngắn của sải tay, khoảng chừng 5 hoặc 9 đấm tay người lớn. Cái lớp trẻ bây giờ cũng quan tâm lắm, nhất ở các trường văn hóa văn nghệ, nghệ thuật ấy, nên học tập thì cố gắng gìn giữ để sau này còn nhiều những tiết mục hay hơn. Cứ phải cố gắng để giữ gìn cái bản sắc dân tộc của mình. Cũng tương tự như tính tẩu, làm nên một cây đàn nhị hay, người Thái còn gọi là xì xa lo, cũng không kém phần kỳ công. Cây đàn thường được làm bằng gỗ, dây đàn làm bằng cước hay lông đuôi ngựa đã được miết kỹ với sáp ong cho mịn và cái quyết định tạo âm thanh của nhị là bầu đàn. Một mặt của bầu đàn được gắn bằng lá mo nang hay bằng da rắn. Trong ngôi nhà sàn đơn sơ, không lúc nào thiếu vắng tiếng đàn nhị ngân nga, tiếng sáo vé von, tiếng tính tẩu rộn ràng. Có lúc là âm thanh của tiếng thử đàn mới, có lúc là những âm thanh các cụ người cao tuổi trong đội văn nghệ bản Trình Chung đến nhờ ông đàn để khớp nhạc. Có khả năng chế tác cũng như sử dụng thành thạo các loại nhạc cụ, nên ông bà Cầm Xế thường xuyên được mời tham gia biểu diễn trong các hội thi, các chương trình giao lưu văn nghệ quần chúng trong và ngoài huyện, cũng như các tỉnh bạn. Mặc dù đã ngoài 70 tuổi, nhưng ông Xế vẫn nhiệt tình tham gia truyền dạy âm nhạc cho các cụ và các cháu nhỏ tại địa phương. Ngoài ra, để nhân lên tình yêu âm nhạc, tình yêu những nét văn hóa của dân tộc mình, ông đã tự nguyện làm rất nhiều cây đàn tính tẩu và đàn nhị để phục vụ đội múa của bản. Phần lớn những sản phẩm, những nhạc cụ chế tác ra đều được ông tặng cho những người yêu văn nghệ, yêu âm nhạc. Các nhạc cụ này đều được nhiều người ưa chuộng, đánh giá cao. Nhiều đội văn nghệ quần chúng ở các xã bản lân cận cũng đến nhờ ông chế tác để phục vụ biểu diễn. Ừ, ông Xế thì là cán bộ giáo viên hưu trí. Thế từ hồi mà ông ấy được nghỉ hưu thì ông ấy rất nhiệt tình và luôn luôn ấy là giúp đỡ đội văn nghệ của bản và của chi hội người cao tuổi. Mà ông ấy làm mà tính tẩu này, nhị này, rồi lại sáo với lại sáo pí pạp của người Thái. Chế tác nhạc cụ đòi hỏi sự tinh tế khéo léo và sự cầu kỳ trong khi làm cũng như sự tinh tường trong thẩm âm. Và để chế tác ra những loại nhạc cụ này thì hẳn con người đó phải có một tình yêu đặc biệt với nét đẹp văn hóa tinh thần của dân tộc mình mới khiến người ta đủ kiên nhẫn chế tác ra những cây sáo hay, những cây đàn nhị, đàn tính tẩu ngân vang. Để nhạc cụ được bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn, huyện Tuần Giáo cần tạo không gian sinh hoạt văn hóa như thành lập các câu lạc bộ, duy trì tổ chức các hội thi, hội diễn, ngày hội văn hóa, v.v. Ngoài ra có biện pháp khôi phục các loại nhạc cụ truyền thống đang có nguy cơ bị mai một bằng cách mở lớp dạy chế tác và sử dụng các loại nhạc cụ dân tộc cho các câu lạc bộ dân ca. Đồng thời, đẩy mạnh việc tuyên truyền để lớp trẻ hiểu được ý nghĩa của các loại nhạc cụ dân tộc, qua đó có ý thức bảo vệ và phát huy nét đẹp văn hóa của dân tộc mình. Chương trình của Đài huyện Tuần Giáo xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.